Chào mừng các em đến với tiết học môn hóa học lớp 9. Dầu mỏ là một trong những nhiên liệu quan trọng nhất của xã hội hiện đại, dùng để sản xuất điện và vận hành các phương tiện giao thông vận tải. Bên cạnh đó, dầu mỏ còn có những ứng dụng đáng kinh ngạc như làm nguyên liệu chế tạo tấm pin năng lượng mặt trời, thuốc aspirin, sáp màu, son môi hóa mỹ phẩm, kẹo cao su, tất da chân, quần áo chống nhăn, vân vân. Dầu mỏ và khí thiên nhiên là nguồn tài nguyên quý giá của Việt Nam cũng như nhiều quốc gia khác. Vậy, dầu mỏ và khí thiên nhiên được khai thác như thế nào? Từ dầu mỏ ta tách ra được những sản phẩm nào? Chúng ta cùng tìm hiểu trong bài học hôm nay. Chủ đề: dầu mỏ và khí thiên nhiên, nhiên liệu. Đầu tiên, chúng ta cùng tìm hiểu về dầu mỏ. Vậy dầu mỏ có những tính chất vật lý nào? Ta cùng tìm hiểu phần 1 nhỏ, tính chất vật lý. Các em hãy cùng quan sát các hình ảnh sau đây và nêu nhận xét về màu sắc, trạng thái, tính tan trong nước của dầu mỏ. Thì qua quan sát ta nhận xét được dầu mỏ là chất lỏng sánh, màu nâu đen, không tan trong nước và nhẹ hơn nước. Vì vậy trong các vụ tràn dầu trên biển ta thấy do dầu mỏ không tan trong nước và nhẹ hơn nước nên sẽ nổi trên bề mặt nước. Tràn dầu trên biển gây mất cân bằng hệ sinh thái biển, gây ô nhiễm môi trường biển, gây nguy hại cho các loài sinh vật biển và cả con người sống ở gần đó. Các em hãy ghi nhận lại tính chất vật lý của dầu mỏ. Chúng ta cùng tìm hiểu tiếp phần 2 nhỏ, trạng thái tự nhiên, thành phần của dầu mỏ. Vậy dầu mỏ có ở đâu? Trong tự nhiên, dầu mỏ tập trung thành những vùng lớn ở sâu trong lòng đất tạo thành các mỏ dầu. Mỏ dầu thường có 3 lớp. Lớp thứ nhất là lớp khí ở trên, được gọi là khí mỏ dầu hay khí đồng hành, có thành phần chính là khí metan. Tiếp theo là lớp dầu lỏng có hòa tan khí ở giữa, đó là hỗn hợp phức tạp của nhiều loại hydrocarbon và những lượng nhỏ các hợp chất khác. Cuối cùng là lớp nước mặn ở dưới đáy. Chúng ta vừa tìm hiểu về tính chất vật lý, trạng thái tự nhiên và thành phần của dầu mỏ. Vậy dầu mỏ được khai thác như thế nào? Các em hãy quan sát sơ đồ mô phỏng cách khai thác dầu mỏ, kết hợp thông tin sách giáo khoa để cùng tìm hiểu cách khai thác dầu mỏ. Muốn khai thác dầu, người ta khoan những lỗ khoan xuống lớp dầu lỏng, còn gọi là giếng dầu. Khi khoan trúng lớp dầu lỏng, thông thường ban đầu dầu sẽ tự phun lên do áp suất cao. Khi lượng dầu giảm thì áp suất cũng sẽ giảm theo. Vì vậy người ta phải dùng bơm để hút dầu lên hoặc bơm nước hay khí xuống nhằm duy trì áp suất cần thiết để đẩy dầu lên. Một số nước có phần lớn các giếng dầu nằm trên đất liền và tương đối nông như Mỹ, Nga, khu vực Trung Đông. Tuy nhiên, tại nước ta, nhiều khu vực khác, các giếng dầu lại khoan và khai thác ở ngoài biển kéo theo chi phí khá cao. Đây là hình ảnh tàu khoan chuẩn bị cho công tác khoan thăm dò giếng khoan đầu tiên tại mỏ Bạch Hổ. Đây là hình ảnh thực tế người ta khai thác dầu mỏ tại mỏ Rạng Đông. Các em hãy ghi nhận phần 2 vào vở. Dầu thô sau khi được khai thác lên, người ta không thể sử dụng dầu thô được liền mà phải chế biến thành các sản phẩm khác. Đó là những sản phẩm nào? Chúng ta cùng tìm hiểu trong phần 3, các sản phẩm chế biến từ dầu mỏ. Dầu khai thác từ mỏ lên gọi là dầu thô. Dầu thô sau khi sơ chế loại bỏ nước, muối được chưng cất trong các tháp chưng cất cao vài chục mét. Người ta dựa vào sự khác nhau về nhiệt độ sôi của các chất trong dầu thô để tách thành các sản phẩm như sau. Ở nhiệt độ dưới 65 độ C, người ta tách được khí đốt và xăng. Ở nhiệt độ 250 độ C, tách được dầu lửa. Ở 340 độ C, thu được dầu diesel. Ở 500 độ C, thu được dầu mazut. Phần chất cặn còn lại được dùng làm nhựa đường. Đây là hình ảnh thực tế tháp chưng cất dầu mỏ. Tuy nhiên, lượng xăng thu được khi chưng cất dầu mỏ rất ít. Vì vậy, để tăng lượng xăng, người ta dùng phương pháp cracking, nghĩa là bẻ gãy phân tử. Để chế biến dầu nặng hay dầu diesel,
thành xăng và các sản phẩm khí có giá trị như metan, ethylene. Chính nhờ phương pháp này, lượng xăng thu được chiếm 40% khối lượng dầu mỏ. Các em hãy ghi nhận nội dung phần 3 vào vở. Chúng ta vừa tìm hiểu về dầu mỏ, sau đây chúng ta cùng tìm hiểu về khí thiên nhiên. Hai la mã khí thiên nhiên. Vậy khí thiên nhiên có ở đâu và thành phần chủ yếu là gì? Khí thiên nhiên có trong các mỏ khí nằm dưới lòng đất với thành phần chính là khí metan. Vậy khí thiên nhiên được khai thác như thế nào? Muốn khai thác khí thiên nhiên, ta phải khoan xuống mỏ khí. Lúc này do áp suất ở dưới các mỏ khí cao nên khí sẽ tự phun lên. Đây là biểu đồ hàm lượng metan trong khí thiên nhiên và khí mỏ dầu. Thì ta nhận thấy trong khí thiên nhiên, khí metan chiếm đến 95% nhiều hơn so với trong khí mỏ dầu, lượng metan chỉ chiếm 75%. Đây là hình ảnh thực tế nhà máy khai thác khí thiên nhiên. Thì khí thiên nhiên được chủ yếu dùng làm nhiên liệu, nguyên liệu trong đời sống và trong công nghiệp. Các em ghi nhận bài vào vở. Chúng ta cùng làm bài tập 1 trang 129 sách giáo khoa. Chọn câu đúng trong các câu sau. A. Dầu mỏ là một đơn chất. B. Dầu mỏ là một hợp chất phức tạp. C. Dầu mỏ là một hỗn hợp tự nhiên của nhiều loại hydrocarbon. D. Dầu mỏ sôi ở một nhiệt độ xác định. Và E. Dầu mỏ sôi ở những nhiệt độ khác nhau. Và đáp án đúng của chúng ta là câu C và E. Củng cố những kiến thức vừa học, chúng ta cùng làm bài tập 2 trang 129 sách giáo khoa. Điền những từ thích hợp vào các chỗ trống trong các câu sau. A. Người ta chưng cất dầu mỏ để thu được xăng, dầu hỏa và nhiều sản phẩm khác. B. Để thu thêm được xăng, người ta tiến hành cracking dầu nặng. C. Thành phần chủ yếu của khí thiên nhiên là khí metan. D. Khí mỏ dầu có thành phần gần như khí thiên nhiên. Cùng làm bài tập 3 trang 129 sách giáo khoa. Để dập tắt xăng dầu cháy, người ta làm như sau. A. Phun nước vào ngọn lửa. B. Dùng khăn ướt trùm lên ngọn lửa. C. Phủ cát vào ngọn lửa. Cách làm nào ở trên là đúng? Giải thích. Đáp án là B. Dùng khăn ướt trùm lên ngọn lửa và C. Phủ cát vào ngọn lửa. Vì hai cách làm này ngăn không cho xăng dầu tiếp xúc vô oxy trong không khí. Nếu ta dùng cách A phun nước vào ngọn lửa thì xăng dầu nhẹ hơn nước sẽ nổi trên bề mặt nước. Vì vậy khi dùng cách này thì sẽ làm cho ngọn lửa cháy lan rộng ra. Nhiên liệu là vấn đề được mọi quốc gia trên thế giới quan tâm. Vậy nhiên liệu là gì? Chúng ta cùng tìm hiểu tiếp ở phần 3 la mã nhiên liệu. Như chúng ta đều biết, than củi, dầu hỏa, khí ga khi cháy đều tỏa nhiệt và phát sáng. Người ta gọi đó là chất đốt hay nhiên liệu. Vậy, nhiên liệu là như thế nào? Nhiên liệu là những chất cháy được khi cháy có tỏa nhiệt và phát sáng. Các em hãy cùng kể tên một số nhiên liệu sử dụng hàng ngày. Một số nhiên liệu sử dụng hàng ngày mà rất gần gũi với đời sống của ta như than cốc, củi, than đá, cồn nước, cồn khô, than tổ ong, ga, khí bioga. Tuy nhiên, các loại nhiên liệu kể trên khi cháy tạo ra khí gây ô nhiễm môi trường. Mặt khác, chúng ta lại đang dần cạn kiệt các nguồn nhiên liệu trên. Vì vậy, người ta đang nghiên cứu để dần thay thế các loại nhiên liệu trên bằng những nhiên liệu thân thiện với môi trường và có sẵn trong tự nhiên. Một số nhiên liệu sạch và thân thiện với môi trường được sử dụng ví dụ như khí hydro hoặc một số nguồn năng lượng thay thế như năng lượng gió và năng lượng mặt trời.
Vậy nhiên liệu được phân thành mấy loại và đó là những loại nào? Thì dựa vào trạng thái, người ta có thể phân nhiên liệu thành 3 loại. Thứ nhất là nhiên liệu rắn. Loại thứ hai là nhiên liệu lỏng. Và loại thứ ba là nhiên liệu khí. Nhiên liệu rắn gồm than mỏ, gỗ, vân vân. Nhiên liệu lỏng gồm các sản phẩm chế biến từ dầu mỏ như xăng, dầu hỏa và rượu. Nhiên liệu khí gồm các loại khí thiên nhiên, khí mỏ dầu, khí lò cao, khí than. Các em hãy ghi nội dung vào vở. Khi nhiên liệu cháy không hoàn toàn, vừa gây lãng phí, vừa làm ô nhiễm môi trường. Vì vậy, sử dụng hiệu quả nhiên liệu là phải làm cho nhiên liệu cháy hoàn toàn, đồng thời tận dụng được lượng nhiệt tỏa ra. Vậy, muốn sử dụng nhiên liệu hiệu quả, chúng ta phải thực hiện những biện pháp gì? Ta cùng tìm hiểu ở phần 3 nhỏ, sử dụng nhiên liệu như thế nào cho hiệu quả. Muốn sử dụng nhiên liệu hiệu quả, cần phải đảm bảo các yêu cầu sau. Thứ nhất, cung cấp đủ không khí hoặc oxy cho quá trình cháy như thổi không khí vào lò, xây ống khói cao để hút gió. Thứ hai, tăng diện tích tiếp xúc giữa nhiên liệu với không khí hoặc oxy bằng cách trộn đều nhiên liệu lỏng, khí với không khí, chẻ nhỏ củi, đập nhỏ than. Thứ ba, điều chỉnh lượng nhiên liệu để duy trì sự cháy ở mức độ cần thiết phù hợp với nhu cầu sử dụng nhằm tận dụng nhiệt lượng do sự cháy tạo ra. Các em hãy ghi nhận nội dung bài vào vở. Bài tập 1, trang 132 sách giáo khoa. Để sử dụng nhiên liệu có hiệu quả, cần phải cung cấp không khí hoặc oxy. A. Vừa đủ. B. Thiếu. C. Dư. Hãy chọn trường hợp đúng và giải thích. Thì đáp án đúng của mình là đáp án A. Vì cung cấp không khí hoặc oxy vừa đủ, vừa giúp nhiên liệu cháy hoàn toàn, vừa không tốn năng lượng làm nóng không khí dư. Đáp án B sai, vì khi cung cấp không khí hoặc oxy thiếu thì nhiên liệu sẽ không cháy hết. Đáp án C sai, vì khi cung cấp không khí hoặc oxy dư thì ta phải cung cấp năng lượng để làm nóng lượng không khí dư. Tiếp theo, chúng ta cùng làm bài tập 4, trang 132 sách giáo khoa. Hãy quan sát hình sau và cho biết trường hợp nào đèn sẽ cháy sáng hơn, ít muội than hơn. Thì đèn ở hình B sẽ cháy sáng hơn, ít muội than hơn vì chụp đèn dài hơn nên lượng không khí được hút vào nhiều hơn, nhờ đó dầu sẽ được đốt cháy hoàn toàn. Phần dặn dò, các em làm bài tập 2-3 sách giáo khoa trang 132. Ôn tập kiến thức bài metan, ethylene để tiết sau học bài luyện tập chương 4 hydrocarbon, nhiên liệu. Tiết học đến đây là kết thúc. Cô chúc các em luôn vui khỏe và đạt nhiều thành tích trong học tập. Hẹn gặp lại các em trong tiết học sau.